Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngọt ngào đến mấy thì cũng tan thành mây thôi. Thành ra chúng ta sẽ nuôi chó siêu trung thành và đáng yêu luôn nha. Siêu quậy luôn đó. À, những ai đang không có cô đơn thì chúng ta nuôi chó thôi. Có người yêu nuôi chó cũng được mọi người ơi. Nó sẽ làm người thứ ba chia cắt tình cảm của các bạn. Giận thôi. Hôm nay mình tìm chỗ mới các bé cúng đồ cô chú anh chị ơi. Chó nhà đẻ nha, 5 bé cái mà còn hiện tại còn 4 bé cái luôn cô chú anh chị. 3,5 triệu, 4 triệu một nhất đó. Mình có cửa hàng, các bé có sẵn ở cửa hàng luôn, mọi người có thể tới xem trực tiếp, thích thì mua, không thích thì chúng ta sẽ mua các phụ kiện khác. Bên mình có bán nhiều thứ luôn, không phải là bán chó thôi. Mình có bán sữa tắm nè, tã, chuồng, thức ăn tùm lum thứ nữa hết. Quan trọng mọi người phải có tiền. Nếu mọi người không có tiền thì chúng ta có thể tín dụng. Bên mình chấp nhận thanh toán có thể tín dụng luôn nha. Ok, nhưng vấn đề chính là các bé chủ cũng là đang tìm chủ mới. Giá cực kỳ hợp lý, bảo hành sức khỏe cho mọi người 7 ngày, đã tiêm một mũi cho mọi người luôn. Đó, rẻ như thế này mọi người không mua thì chúng ta mua ở đâu nữa. Mình tự tin là giá này cực kỳ hợp lý so với thị trường nha. Hợp lý không chứ không phải là rẻ nha, mình dùng từ hợp lý nó khác rẻ luôn. Ok, mà thấy nhiều thế mình thấy còn nhiều khi còn rẻ hơn chỗ mọi người mua shop lớn nữa. Ok, mình không bàn về giá cả, mọi người chỉ cần thích, mọi người thấy giá hợp lý, mọi người tới xem và bỏ tiền ra đó mấy giờ chăm sóc đó. Ok, như bé này, em này thì có 4 cái mọi người ơi, đẻ cái màu trắng kem siêu đáng yêu và dễ thương. Mình đã cạo 4 lông chân này, lông bụng, lông mặt cho bé rồi, mọi người về nuôi thôi đó, bỏ ăn sức khỏe 7 ngày nữa mọi người nha. Nếu mọi người muốn bảo hành 1 tháng ok luôn, thêm tiền thôi, đơn giản, cái gì cũng giải quyết được bằng tiền hết mọi người, thẳng ra là vậy. Ok đó, em này 4 triệu. Có những chiếc chó khác rẻ hơn, điều nó bự hơn thôi đó. Bạn nào thích size bự đó, đã chưa con này ôm thôi chứ ai bạn cái con này mọi người, bạn nào ế á hồi giờ chưa có yêu ai ôm chó đó, bự quá trời bự luôn, quá trời đã luôn. Nè ta ra 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 nhanh chứ không phải là tụi bay hôm tới là bay ế suốt đời đó. Em này nữa này to đó đó, có em này ít lông cho mày nha, mình cắt bớt mọi người, nó nhơ quá đó đó đó. Con quỷ này nó hung dữ lắm cô chú anh chị ơi. Bạn nào cái tính mạnh thích chó không nuôi, không chó không giữ, con quỷ này táp táp người, nó táp như táp ruồi nhá. Đó chính là nó. Đó chính là con quỷ này nha. Nó bự táp ruồi ghê lắm, 3,5 triệu thôi đó. Mua về chúng ta phải ăn nhiều ruồi quá. Mua này về cho nó táp ruồi. Cưng quá. Và cuối cùng em này đó. Đó. Nó trời ơi nó chạy. Mọi người thấy nó chạy như soi không à. Đó. Tụi nó rất là khỏe tưng luôn. Khỏe hơn từ khỏe đâu. Nhiều khi khỏe hơn trâu nữa cô chú anh chị ơi. Đó mọi người thấy chưa? Nó khỏe hơn trâu luôn. Khỏe hơn trâu. Ok, mọi người cần tư vấn gì nhắn tin qua Zalo, Facebook thì gọi điện trực tiếp nhé. Bye bye.